Hội chợ năm nay với quy mô 529 gian hàng tiêu chuẩn, 88 khu trưng bày triển lãm trong nhà, 2.000 m2 dành cho triển lãm ô tô và ẩm thực. Ngoài ra còn có các gian hàng triển lãm xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch. Đây là hoạt động được tổ chức luân phiên hàng năm giữa hai tỉnh Lào Cai Việt Nam và Vân Nam Trung Quốc theo thỏa thuận ký kết giữa Bộ Thương mại, nay là Bộ Công Thương Việt Nam và Chính quyền Nhân dân tỉnh Vân Nam Trung Quốc. Hội chợ là nhịp cầu giao lưu kinh tế, đầu tư, du lịch và dịch vụ giữa doanh nghiệp hai nước, tạo thuận lợi thúc đẩy giao thương giữa tỉnh Lào Cai và tỉnh Vân Nam nói riêng, giữa Việt Nam và Trung Quốc nói chung.